Vì vậy mà Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon đích thân bay sang thị sát mặt trận. Bộ Tổng tư lệnh nắm chắc âm mưu của địch, nên chỉ để đại đoàn 320 đang chỉnh quân ở đó cùng các lực lượng địa phương đánh trả cuộc tiến công. Nava đành phải rút quân về. Ngày 15 tháng 11 1953, Bộ Tổng tư lệnh điều một trung đoàn của đại đoàn 316 từ Thanh Hóa hành quân lên Tây Bắc. Những chặng đường này từng ghi dấu của hành quân Tây Tiến. Ngày 19 tháng 11 1953, Bộ Tổng tư lệnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tác chiến Đông Xuân. Ngày 20 tháng 11 1953, Nava cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Cùng ngày, Nava báo cáo về Paris, đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc là sự đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng biệt kích của chúng ta ở Thượng Du. Tôi quyết định có một hành động ở Điện Biên Phủ, nơi được chủ tính là căn cứ hành binh của 316, mà sự chiếm lại của ta sẽ che chở cho Luang Prabang, nếu không nó sẽ bị đe dọa nghiêm trọng trong vài tuần. Thực ra thì 18 ngày trước đó, Nava đã có chỉ thị về cuộc hành binh công đo đánh chiếm vùng đất chiến lược này. Ngày 2 tháng 11, Tổng Chỉ huy ra một bản chỉ thị đặc biệt khác, dự định bố trí một lực lượng ở Tây Bắc và che chở cho Thượng Lào. Ông ta muốn ngăn kẻ địch chiếm thóc lúa ở Điện Biên Phủ. Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho đại đoàn 316 nhanh chóng cơ động tiêu diệt địch đồn trú ở Lai Châu. Tiếp đó đại đoàn 308 gấp rút tiến lên Tây Bắc, chặn quân địch ở Điện Biên Phủ có thể kéo sang chi viện. Gilles chính là viên tướng đặt nền móng đầu tiên cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ theo kiểu ông ta đã làm ở căn cứ Nà Sản. Ngày 3 tháng 12 1953, trong chỉ thị viết cho các cấp, Nava nhấn mạnh: tôi đã quyết định chấp nhận giao tranh ở Tây Bắc. Ngày 7 tháng 12 1953, De Castri được chọn thay Gilles chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Bản Pomlot. Tại đây, 50 năm về trước, ngày 21 tháng 12 1953, trung đoàn 36 của đại đoàn 308 đã chốt chặn không cho địch rút chạy từ Điện Biên Phủ sang Lào. Trung tuần tháng 12 1953, bộ đội 316 vào giải phóng Lai Châu sau gần một thế kỷ nằm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Mảnh đất này từng ghi sự tích của anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Cuộc chiến đấu quyết liệt ngày ấy của đại đoàn 316 đã chặn quân địch tháo chạy khỏi Lai Châu, không cho chúng co cụm về Điện Biên Phủ. Langre, viên chỉ huy binh đoàn không vận số 2, đã đánh giá về cuộc hành binh Ponlis rút chạy từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Những cuộc xuất kích từ Điện Biên Phủ do lính dù thực hiện đã vấp phải kẻ địch cơ động và xung sát. Từ ngày 12 đến 14 tháng 12, một binh đoàn gồm 3 tiểu đoàn do Trung tá Langre chỉ huy phải thoát khỏi một trận đánh ác liệt cách tập đoàn cứ điểm 16 km và rút lui không tới được mục tiêu là bản Mường Pồn. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được tăng cường xây dựng dưới sự chỉ huy của De Castri. Nava đích thân bay lên dự lễ Noel ở Điện Biên Phủ. Ông ta trấn an binh lính: Điện Biên Phủ có tính chất đặc biệt về địa hình, thời tiết, có sân bay, có cầu hàng không tốt. Do đó chúng ta chấp nhận chiến đấu ở đây trong điều kiện hoàn toàn có lợi cho ta. Cuối tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Bộ Tổng tư lệnh của ta lập kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ trong thời hạn 45 ngày. Phương án tấn công được xây dựng theo cách tiêu diệt từng trung tâm đề kháng. Năm tháng qua đi, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không thể quên lời căn dặn của Bác Hồ. Trước lúc lên đường ra trận đó, thì Bác Hồ dặn là trận này rất quan trọng, chú nhất định phải đánh cho thắng. Đang ngồi một lúc thì nói là chú lần này chắc chắn đi xa, có khó khăn gì không? Thì tôi nói thưa bác là còn khó khăn là xa bác, xa bộ chính trị. Thì lúc có vấn đề gì mà cần giải quyết thì không kịp xin gì. Thì bác nói là chú là những người như là tướng quân tài ngoại, cho chủ toàn quyền, ban nhất trí thì cứ làm. Rồi lúc ra về thì bạn nói thêm một câu là trần này nhất định đánh cho thắng, chắc thắng mà đánh, không chắc thắng không đánh.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng thế hệ cán bộ chiến sĩ Điện Biên Phủ vẫn còn nhớ như in hình ảnh của Bác Hồ ở chiến khu. Hình ảnh Bác là niềm tin tất thắng. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường ra tiền tuyến. Đại đoàn 312 và Đại đoàn Công pháo 351 là những đơn vị lớn cuối cùng ra mặt trận. Cùng đi với Đại tướng có đồng chí Vi Quốc Thanh, trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc. Mọi người cảm nhận đang đi giữa cuộc gia quân của toàn dân tộc Việt Nam. Sau này Đại tướng kể, tôi thường xuyên thông báo tình hình mới ở chiến trường với anh Vi Quốc Thanh. Giữa chúng tôi có những cuộc trao đổi ý hợp tâm đầu. Anh Vi và tôi đều thống nhất cách tốt nhất để giải quyết tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là tiến hành tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng. Sau gần 2 tháng hối hả xây dựng, con nhím phòng ngự lớn nhất của quân viễn chinh Pháp trong lịch sử chiến tranh Đông Dương ngày càng đổ sộ. Đại tá Hoàng Minh Phương, một trong những cán bộ phiên dịch tại sở chỉ huy, kể lại. Ngày 9 tháng 12 năm 53, tôi đã dịch cho Thiếu tướng Hoàng Văn Thái trao đổi ý kiến với cố vấn Mai Gia Sinh để bàn về cách đánh, và hai bên đi đến nhất trí là chọn phương án đánh sớm đánh nhanh theo chiến thuật moi tim và biện pháp nở hoa trong lòng địch mà bạn gọi là hoa xin trang trang sụ và xin trung khai hỏa. Mặc dù chưa tin là cách đánh nhanh có thể giành thắng lợi, nhưng cần xem xét thêm thực tiễn tại chiến trường, Đại tướng triệu tập hội nghị triển khai kế hoạch chiến đấu. Nhiều toán quân Pháp tăng cường lùng sục nóng ra xung quanh tập đoàn cứ điểm để thăm dò lực lượng ta. Tại đây, hơn 50 năm trước, quân và dân ta đã bất chấp các cuộc ném bom cực kỳ ác liệt để mở đường tiến đánh tập đoàn cứ điểm. Khẩu hiệu mở đường thắng lợi đã thể hiện ý chí kiên cường, chấp nhận hết thảy những gian khổ, hy sinh để đưa xe, pháo vào trận đánh và thiết lập các con đường tiếp tế hậu cần. Nơi chưa có đường, những khẩu pháo nặng trên 2 tấn phải kéo bằng tay. Cuộc kéo pháo bằng sức người đã trở thành bản hùng ca trong lịch sử chiến tranh giữ nước. Để bảo vệ pháo, có chiến sĩ đã lấy thân mình chèn bánh pháo như anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện. Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên cục trưởng cục tác chiến, hồi tưởng lại. Tháng 1 năm 1954, tôi theo đại tướng lên chỉ huy sở tiền phương ở Điện Biên Phủ. Đến nơi, tôi được biết các đồng chí đi chuẩn bị chiến trường trước, trong đó có đồng chí Trung Quốc, cố vấn Bộ Tổng tham mưu, đã có chủ trương là tiêu diệt địch trong thời gian 3 cho đến 4 ngày đêm và đã được đảng ủy thông qua, mà sau này người ta gọi là kế hoạch đánh nhanh giải quyết nhanh. Sau khi nghe báo cáo và chủ trì cuộc hội nghị mà phổ biến cái nhiệm vụ và kế hoạch tác chiến theo các hướng, tôi thấy đại tướng có vẻ băn khoăn và suy nghĩ, và đồng chí gọi ngay các đồng chí quân báo đến và giao nhiệm vụ bám sát tình hình địch và báo cáo kịp thời mọi diễn biến trên chiến trường. Thiếu tướng Cao Pha, bây giờ là phó phòng quân báo mặt trận, nói. Tôi thì anh cứ gọi lên suốt. Nghĩa là báo cáo với anh tình hình thay đổi như thế nào. Mà chủ yếu là cái báo cáo về công sự. Mà đặc biệt là công sự bên phía Tây và ở Tây Bắc. Tôi thấy anh phân vân cái điểm đấy. Người mìn, công sự dày đặc. Thì báo cáo hàng ngày cũng thấy lo lắng. Thế thì một bữa như vậy là lương báo cáo xong rồi, anh Hiếu, bí thư của anh Văn gặp tôi nói, anh Văn lúc này thế nào suy nghĩ lắm,
và lại không ngủ được. Thực tế con nhím Điện Biên Phủ đã được gia cố rất vững chắc, có nơi hàng rào thép gai và bãi mìn có chiều dày tới 200 mét. Đồng chí Hoàng Minh Phương kể lại: Sáng 26 tháng Giêng năm 54, tôi đã dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao đổi ý kiến với trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Mayas ở Vi Quốc Thanh. Khi gặp đồng chí bàn, đại tướng nói: Địch ở Điện Biên Phủ hiện nay không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố. Có 3 khó khăn lớn mà bộ Việt Nam chưa thể vượt qua nếu chủ trương đánh sớm đánh nhanh. Một là bộ đội chúng tôi lâu nay chỉ mới tiêu diệt từng cùng cứ điểm riêng lẻ của địch do một tiểu đoàn phòng ngự trong công sự vững chắc, chưa có khả năng trong thời gian ngắn tiêu diệt cả một tập đoàn cứ điểm lớn như Điện Biên Phủ hiện nay. Hai là trong chiến dịch này bộ đội Việt Nam có trọng pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly có sức mạnh mới, nhưng sự hiệp đồng quy mô lớn giữa bộ binh và pháo binh mới là lần đầu, lại chưa qua diễn tập, cán bộ chúng tôi còn lúng túng trong việc chỉ huy. Ba là bộ đội Việt Nam lâu nay mới quen tác chiến ban đêm trên những địa hình dễ ẩn náu để hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh, nay phải tác chiến cả ban ngày trên cánh đồng Mường Thanh trống trải thì rất khó đánh thương vong, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Cả 3 khó khăn này chúng ta chưa tìm được biện pháp để khắc phục. Sau khi nghe đại tướng trình bày, đồng chí bàn hỏi: Vậy theo ý Võ Tổng thì ta nên xử trí như thế nào? Đại tướng đáp: Theo tôi cần ra lệnh hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay, kéo pháo ra, lui quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Cuối cùng đồng chí bàn nhất trí với ý kiến của đại tướng, và sau đó đại tướng họp hội nghị đảng ủy. Tại đây, ngày 26 tháng 1 năm 1954, Đảng ủy Mặt trận đã họp bàn thay đổi phương án tác chiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại: Tôi đưa vấn đề ra Đảng ủy Mặt trận và đặt vấn đề là tình hình bây giờ nó khác rồi, bây giờ ta phải thay đổi cái đánh. Cuối cùng được sự nhất trí của tất cả các đồng chí trong Đảng ủy thì tôi quyết định là thay đổi phương châm. Như vậy là mặc dù mấy vạn bộ đội ta là bố trí sẵn sàng và sẵn sàng nổ súng, tôi ra lệnh là cho pháo binh, cho bộ binh toàn quân rút ra khỏi trận địa đến vị trí tập kết và chuyển sang thì phương châm mới, chuẩn bị một thời gian để đánh chắc tiến chắc. Đó là cái quyết định khó khăn nhất trong cái đời chỉ huy của tôi. Thượng tướng Trần Văn Quang tâm niệm: Đó là một cái quyết định rất là quan trọng. Nó có không những có ý nghĩa quyết định thắng lợi ở Điện Biên Phủ mà nó còn có ý nghĩa và quan hệ đến cả cuộc kháng chiến chống Pháp. Nếu như chúng ta không kiên quyết và nhanh chóng giải quyết được cái tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch trong một thời gian dứt khoát thì cuộc chiến tranh chống Pháp còn có thể kéo dài.